Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bán hàng không vốn, không ship, không ôm hàng và hoa hồng cực kỳ cao, lên tới 30-50% từng sản phẩm, và đặc biệt các sản phẩm hoàn toàn có nguồn gốc lấy trực tiếp từ các nhà sản xuất nên lợi nhuận rất cao, không qua trung gian nha các bạn. Và để lấy được sản phẩm bán hàng thì các bạn phải có tài khoản, và link đăng ký tài khoản mình sẽ để ở dưới mô tả video. Các bạn có thể kéo xuống để đăng ký nha. Sau khi các bạn nhấp vào link thì đây chính là giao diện của AssetTrade. Và nếu các bạn thắc mắc AssetTrade là gì thì có thể đọc bài viết ở dưới mô tả video của mình. Ở đây để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không hướng dẫn cách đăng ký, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng nhập để lấy sản phẩm bán. Cách đăng ký ở đây cũng đơn giản thôi. Còn bạn nào mà không đăng ký được thì có thể comment hoặc inbox Facebook cho mình, hoặc mình có thể làm video để hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập cho các bạn xem nhé. Ở dưới đây có phần đăng nhập này, các bạn bấm vào đăng nhập cho mình. Sau đó các bạn sẽ nhập email, mật khẩu cho mình. Rồi sau khi mà mình đăng nhập xong thì đây chính là giao diện mà mình sẽ làm việc. Thì ở đây có các mục chính như là dashboard, chiến dịch, công cụ, báo cáo, thanh toán. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để lấy sản phẩm đem đi bán. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xem hoa hồng. Rồi để lấy sản phẩm đem đi bán thì các bạn sẽ vào chiến dịch cho mình. Đây, ở phần chiến dịch này sẽ có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là Glow Me nè, Slim Herbal thực phẩm giảm cân, hoặc là V-Line nè, mặt nạ tạo dáng đó, rồi kem trị sẹo mổ nè, kem trị sẹo rỗ nè, rất là nhiều sản phẩm nha. Đặc biệt các sản phẩm ở đây là các sản phẩm được lấy trực tiếp từ các nhà sản xuất, không qua trung gian nên hoa hồng rất là cao. Các bạn có thể vào xem từng sản phẩm một, ví dụ mình kích vào đây chẳng hạn. Đây là Glow Me. Glow Me là kem dưỡng trắng da toàn thân. Các bạn vào chi tiết từng sản phẩm, đọc thông tin sản phẩm. Đây là hoa hồng này. Hoa hồng là 227.000 trên một sản phẩm. Và đây là cái phần giới thiệu sản phẩm cũng như là cái điều kiện để chấp nhận cái đơn hàng, điều kiện thanh toán, điều kiện từ chối đơn hàng, chính sách hoa hồng, vân vân. Đấy, các bạn vào đây để các bạn đọc nha. Rồi bây giờ các bạn về lại cho mình cái phần chiến dịch này, các bạn sẽ xem qua hết tất cả các chiến dịch ở đây và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp để có thể là đăng bán. Ví dụ bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bán một sản phẩm Vitajet đi. Sản phẩm này hoa hồng cực kỳ cao luôn. Đây, hoa hồng của nó đây, các bạn có thể thấy 805.000 một sản phẩm đây nè, 805.000 một sản phẩm. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo link để bán cái sản phẩm này. Trước hết các bạn sẽ đọc các cái điều khoản của nó nha. Rồi các bạn sẽ vào phần công cụ, ở đây có cái phần công cụ này. Các bạn nhấn vào cái link phân phối cho mình. Đây là cái phần quan trọng nên các bạn phải để ý nha. Trên này là các cái bài viết giới thiệu về sản phẩm, còn dưới này là cái landing page mà mình sẽ đem đi để mà bán hàng nha. Các bạn có thể xem trước nè. Đó, các bạn có thể đọc qua cái sản phẩm này. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để mà đem cái sản phẩm này đi bán hàng. Rồi các bạn nhấn chọn cho mình một bài viết, một trong hai bài viết này. Rồi các bạn nhấn vào tạo link cho mình, ghi rõ nguồn chiến dịch cho mình. Ví dụ như các bạn bán hàng trên Facebook thì các bạn ghi là Facebook. Ở bên này cũng vậy, các bạn có thể ghi Facebook. Cái này không quan trọng đâu. Rồi các bạn nhấn vào tạo link cho mình. Sau khi nhấn vào tạo link này, nó sẽ hiện lên cái link rút gọn này. Link rút gọn này các bạn copy cái link rút gọn này cho mình.
copy cái link rút gọn này cho mình. Rồi bây giờ các bạn bán hàng ở đâu? Ví dụ như các bạn bán hàng ở trên Facebook nha. Các bạn lên Facebook này. Các bạn có thể là bán hàng trên trang cá nhân, hoặc là các bạn có thể bán hàng trên trang fanpage của mình. Ví dụ như mình bán trên cái fanpage của mình nha. Fanpage của mình ở đây. Mình copy cái đường link qua đây. Còn thông tin sản phẩm thì các bạn lấy như thế nào? Ví dụ như bây giờ mình bán sản phẩm Vita Z đúng không? Bây giờ các bạn sẽ lên Facebook, các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm này cho mình. Các bạn gõ vào chữ Vita Z. Các bạn nhấn vào bài viết cho mình. Đây. Ở đây có các cái bài viết liên quan tới cái sản phẩm Vita Z này các bạn. Click vào đây các bạn xem. Đó, ở đây có cái bài viết sẵn rồi, các bạn chỉ cần copy cái bài viết này thôi. Đó. Đây. Các bạn copy bài viết các bạn paste qua đây cho mình. Đó. Vậy là mình đã xong một cái bài viết rồi. Rồi sau đó các bạn có thể đặt số điện thoại của các bạn nha. Các bạn có thể ghi số điện thoại của các bạn ở đây. Đó, các bạn có thể ghi là xem thêm thông tin tại đây. Tại link dưới đây nha. Tại link dưới đây. Đó. Rồi đăng thôi. Rồi các bạn sẽ nhấn vào chia sẻ. Rồi, bài viết của mình đã được đăng lên rồi. Thì khi mà khách hàng vào đây, người ta xem thông tin sản phẩm này, người ta click vào cái đường link này, người ta điền thông tin sản phẩm, họ tên, số điện thoại vào đây, người ta đặt mua. Bên nhân viên sẽ gọi lại xác nhận và thanh toán thành công, thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng, đó là 805 ngàn. Đó, còn cái phần hoa hồng mình sẽ nhận được và sẽ được ghi nhận ở đâu thì các bạn sẽ vào phần dashboard của mình, các bạn xem. Bây giờ mình cho bạn xem cái ngày đầu tiên mình bán được này, mình nhận được hoa hồng là 752 ngàn. Đó. Các bạn nhấn vào phần dashboard này. Các bạn có thể xem được cái hoa hồng mà các bạn đã bán được. Đó. Giá trị đơn hàng là người ta mua hai hộp saffron. Hoa hồng mình nhận được là 700. Đây là cái hai hộp đơn hàng, hai hộp này. Đây là số lượng click. Số lượng click này nghĩa là cái số lượng người click vào cái link của mình á. Đây, đây là cái link của mình. Bao nhiêu người click vào cái link này thì nó sẽ liệt kê qua bên này. Nó sẽ liệt kê qua bên này luôn. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo link rút gọn, cách bán hàng mà không vốn, không ship, không ôm hàng. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhấn đăng ký, like và share video này cho mình nha. Xin chào các bạn.